Xin chào đại gia đình Văn Lan, mình là Mỹ Như. Rất vui được gặp lại mọi người tại bản tin tuần Văn Lan News. Mở đầu bản tin số 61, Mỹ Như mời các bạn cùng nhìn lại những tin tức về đời sống sinh viên cũng như những sự kiện nổi bật của Văn Lan trong suốt một tuần vừa qua nha. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Văn Lan tổ chức lễ ra mắt Viện Công nghệ Tính toán và Trí tuệ Nhân tạo tại cơ sở chính. Buổi lễ có sự tham gia của ban lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các khoa, phòng ban, trung tâm của Trường Đại học Văn Lan. Đặc biệt có sự tham gia của các giáo sư, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Buổi lễ cũng chính thức bổ nhiệm Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thời Trung làm Viện trưởng Viện Công nghệ Tính toán và Trí tuệ Nhân tạo. Việc thành lập các đơn vị mũi nhọn về nghiên cứu khoa học là một trong những giải pháp quan trọng để nhà trường hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Sự kiện ra mắt Viện Công nghệ Tính toán và Trí tuệ Nhân tạo đánh dấu nỗ lực của nhà trường và các nhóm nghiên cứu trong việc phát triển các mô hình nghiên cứu hiệu quả tại Văn Lan, đưa Đại học của Việt Nam vươn tầm thế giới. Văn Lan News xin chúc mừng Viện Công nghệ Tính toán và Trí tuệ Nhân tạo. Chúc viện sẽ phát triển và có nhiều thành tựu trong thời gian sắp tới. Hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, Trường Đại học Văn Lan phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiến trúc Trung Liêm, Hàn Quốc tổ chức cuộc thi Thiết kế không gian trung tâm văn hóa Việt-Hàn. Cuộc thi đã thu hút 37 đội thi là sinh viên các ngành kiến trúc, thiết kế nội thất, ngôn ngữ Hàn tham dự. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, 15 đội thi xuất sắc nhất đã có buổi bảo vệ ý tưởng thiết kế của mình trước hội đồng ban giám khảo. Nhiều ý tưởng kết hợp, áp dụng đặc trưng văn hóa như nón lá Việt Nam và lồng đèn Hàn Quốc, cảm hứng từ mặt trời, mặt trăng, thái cực âm dương, chống bút, chống đồng, đã cho thấy khả năng sáng tạo không giới hạn, dám nghĩ, dám làm của các bạn sinh viên Văn Lan. Chúc mừng 15 đội thi đã hoàn thành xuất sắc phần bảo vệ ý tưởng thiết kế của mình. Chúc các bạn sẽ đạt được thành tích như mong muốn tại cuộc thi nha! Ngày 24 tháng 9 năm 2022, Khoa Tài chính Ngân hàng kết hợp với Công ty Cổ phần TBI Land tổ chức buổi tổng kết kỳ học thực tế tại TBI Land và tọa đàm Phát triển năng lực bản thân, nuôi dưỡng tình yêu nghề. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, quản lý trực tiếp của các bạn sinh viên tại doanh nghiệp TBI Land đã sơ lược về các dự án bất động sản, kiến thức về pháp luật kinh doanh bất động sản, phương pháp tìm kiếm khách hàng, thị trường, quy hoạch, hạ tầng và các kỹ năng cần thiết khi làm việc. Hy vọng các bạn sinh viên có thêm kinh nghiệm xử lý tình huống, đối mặt với các khó khăn thực tế trong quá trình làm việc nha. Ngày 25 tháng 9 năm 2022, câu lạc bộ Fola khoa ngoại ngữ tổ chức workshop Research in English From Vision to Action nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên định hướng và hiểu biết đúng đắn về việc làm nghiên cứu khoa học. Tại buổi workshop, các bạn sinh viên được tìm hiểu về hiện thực hóa nghiên cứu khoa học, các công bố quốc tế của diễn giả, kinh nghiệm trong việc lựa chọn đề tài, xây dựng lên kế hoạch thực hiện một quy trình của nghiên cứu khoa học và phát triển các ý tưởng nghiên cứu. Qua sự kiện, mong rằng các bạn sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan và định hướng riêng cho mình trong việc nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh nha. Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức buổi workshop Personal Branding, xây dựng thương hiệu cá nhân với sự tham gia của diễn giả Stephen Haley, giám đốc điều hành tập đoàn Nurture, giao lưu cùng các thầy cô và các bạn sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế. Diễn giả Stephen Haley đã phổ biến những thông tin về Đại học Newcastle. Bên cạnh đó, diễn giả cùng các bạn sinh viên Văn Lan đã cùng nhau bàn luận, tìm hiểu các cách để tạo ra một thương hiệu cá nhân có giá trị và các nguyên tắc xây dựng mạng lưới mối quan hệ hữu ích và hiệu quả. Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức buổi workshop Tôi có thể tham gia kinh doanh quốc tế khi đang là sinh viên. Qua buổi workshop, người tham dự có cơ hội trải nghiệm thực tế và thực hành công cụ kinh doanh trên máy tính. Diễn giả Nguyễn Hữu Nghị, giảng viên ngành International Business, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Hữu Nghị, đã giúp các bạn sinh viên hình dung được bức tranh kinh doanh, kinh tế đang diễn ra như thế nào trên toàn cầu, cung cấp các công cụ thực hành trực quan, sinh động, tạo cơ hội về nghề nghiệp cho các bạn sinh viên trong môi trường hội nhập. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Viện Sau Đại học tổ chức lễ khai giảng và sinh hoạt định hướng học tập chương trình cao học bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại hội trường N2T1TS dành cho 249 học viên. Bên cạnh hoạt động chào mừng, Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Mai, Viện trưởng Viện Sau Đại học đã chia sẻ với học